nhắm thẳng mục tiêu. Dạ. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm thịt hết cái đàn gà này. Mình không có nuôi gà nữa các bạn. Làm thịt hết. Mày. Để coi khi mình làm thịt hết cái đàn gà của mình, nó sẽ được bao nhiêu miếng thịt. Cha cha mày hả? Mày nè, đứng nhìn chuỗi dân làng này, đứng nhìn lại một cách lạnh lùng luôn, không can ngăn mình luôn các bạn. Thấy mình làm thịt với con gà mà đứng nhìn không cái can mình luôn. Mày, ủa cái con này, mày ơi, cái con này sao kỳ vậy? À được, nó núp mấy bạn, nó núp được các bạn. Núp chạy nè. Mày chạy nè. Ấy còn con nữa nè, còn con nè. Mày ui, mày nè. Wow, sau khi mình làm thịt đàn gà của mình xong thì mình đã được 20 miếng thịt, 15 cái lông gà. Ok, lý do mà mình làm thịt cái đàn gà của mình á, thứ nhất là tại vì nó ị quá nhiều luôn các bạn, khiến cho cái căn nhà của mình nó rất là thúi. Thứ hai là những người dân làng ở đây nè, người ta phàn nàn nói là gà của mình nuôi nhiều quá, nó ị nhiều, người ta thấy thúi quá, người ta chịu không nổi. Và cái cuối cùng á, lý do cuối cùng mà mình không có nuôi gà nữa, đó là vì cái lá thư này. Đây, vì cái lá thư này để cho các bạn coi nha. Ai, Icelanderman ơi, em vừa mới tìm ra cách tạo ra con thú nuôi này hay lắm nè. Đó, ghê chưa? Thì các bạn fan á, bạn đã chỉ cho mình một cách để tạo ra một cái con thú nuôi, nhưng mà mình chưa biết con gì hết. Thì bạn đó có để công thức nè. Công thức nè anh, 10 viên kim cương, 5 da ngựa, 1 trứng rồng. Anh nhớ đặt tên nha. Đó là nhớ đặt tên cho cái con thú nuôi đó các bạn. Rồi thì mình cũng đã có cái nguyên liệu này nọ rồi. Thì bạn này bạn cũng cho mình. Bây giờ thì mình sẽ cắt mấy cái này vô hết đi. Quyển sách này phải giữ lại. Bây giờ thì mình sẽ đi đào lấy nguyên liệu này nọ cái đã. Rồi sau đó chúng ta sẽ tạo ra coi con thú nuôi mà bạn fan đưa cho mình là thú nuôi gì nha các bạn. Và mình sẽ đặt tên cho nó. Mình đang rất là hồi hộp và đang rất là mong chờ, không biết là cái con thú nuôi này á nó sẽ như thế nào, không biết là nó có đẹp không nữa. Nhưng mà mình thấy có tìm có kim cương nè, là mình thích rồi. Đó, chỉ cần có kim cương thôi là thích rồi. Ok, thì chắc mình nghĩ là cái con thú nuôi này sẽ được làm bằng kim cương. Thì các bạn nghĩ như thế nào thì các bạn nhớ comment ở dưới nha. Không biết là con thú nuôi này có đẹp không nữa. Mình mong là đẹp, đẹp để cho mấy bạn fan thấy được là con thú nuôi mà mấy các bạn fan kia đưa cho mình nó đẹp như thế nào, nó xịn như thế nào. Ok, bây giờ thì mình đang cố gắng đào. Mình đã thấy kim cương rồi. Ở dưới này hình như là kim cương nó đào sâu lắm các bạn. Sâu một tí mới thấy được. Bây giờ mình sẽ đào xuống đây coi. Thường thường là mình đào ngang như vậy thì cũng khó thấy kim cương. Đó, đã. Kim cương của chúng ta đi rồi. Mà mình cần phải 10 viên kim cương lần các bạn. Cho nên là ở đây có mấy viên. Ui, 5 viên. Yeah. Ui, 6 viên luôn. Ok, yeah. 6 viên kim cương. Alright. Vậy là chúng ta sẽ đào tiếp kim cương các bạn. Để mình coi kim cương ở đây còn không. Ở đây còn các bạn. Ở đây mình mới thấy còn nè. Ok, vậy là mình nghĩ nó nằm ở đây xung quanh đây thôi. Mình sẽ cố gắng đào thêm. 6 viên rồi, chỉ cần 4 viên thôi. Quá lẹ luôn các bạn. Không ngờ là mình đào nhanh đến như vậy luôn á. Nói chung là mình may mắn thôi chứ không phải là mình đào gì đâu. Tại vì bình thường mình thấy là đào kim cương á, bình thường là chỉ có khoảng 4 viên kim cương là nhiều. Nhiều lắm là 5 viên. Mà tại sao lần này nó 6 viên luôn, mình chưa hiểu được. Ok, nhưng mà 6 hay gì cũng được, miễn là càng nhiều càng tốt, đỡ mất thời gian của các bạn thôi. Lên. Ok, lên rồi. Yeah, tới mặt đất rồi các bạn ơi. Để mình bắt lóc lên luôn. Yo, quên nữa, các bạn nhớ đặt tên cho cái con thú nuôi này nha. Nhớ đặt tên nha các bạn. Thì mình chưa biết là sẽ đặt tên gì, tại vì mình chưa biết nó là cái con gì nữa. Ok, có ngựa rồi. Hồi nãy là quyển sách này nó ghi là bao nhiêu cái quên rồi. 10 viên kim cương, 5 da ngựa, 1 trứng rồng. Ồ, 1 trứng rồng gì, chẳng lẽ là phải đi xuống điện người ơi, xuống đợi em ta. Xuống đèn lâu lắm, đánh con rồng lâu lắm. Ôi, không có ngựa. Ôi, con này con lừa. Mày đặt ngựa nè. Da ngựa. Cha. Ôi, nó không rớt ra da ngựa luôn. Mấy con này công nhận mày dai thiệt. Da ngựa đâu? Cho tao da ngựa. Yeah, có rồi nè các bạn. Hai cái rồi. Cố lên. Hai cái rồi. Mày nè chạy hả? Yeah, 4 cái rồi các bạn không? Mình đã có mày nè, con ngựa này màu đen mày nè chuột. Ui, không có, đúng là màu đen nó xui thiệt chứ. Ok, ê đây còn mấy con. Píp. Ui, sao xui vậy? Oh yes. Yeah, 6 miếng rồi. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ đi tìm trứng rồng. Ngon nò quá. Rồi, có lẽ có nhiều bạn nghĩ đi tìm trứng rồng sẽ rất là lâu, nhưng mà không, các bạn đã quên rằng trong nhà mình có một căn hầm bí mật hả? Và dưới căn hầm bí mật đó có gì? Các bạn nhớ không? Lần trước mình đã cho các bạn coi căn hầm bí mật của mình rồi. Đây, phá cái vườn này ra.
Và đây một căn hầm bí mật. Và bây giờ các bạn coi coi dưới căn hầm này có cái gì nha. Rồi các bạn đã đoán xong chưa? Bây giờ mình cho các bạn coi nha. Đó, đây là quả trứng rồng đó, mình đã tìm được khá là lâu rồi các bạn, mình đã ấp ủ cũng khá là lâu rồi, mình giờ mình để đây. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái này ra bằng cách là piston, lấy piston đấy, đặt vào đây, đặt vô pháp. Yeah, rất là rồi ha. Đó, cái cách để các bạn có thể lấy trứng rồng là như vậy đó các bạn, khá là dễ đúng không? Rồi ok, bây giờ mình sẽ lên. Ui, đi lên sao vậy? Ui yeah, lên rồi. Rồi thôi bây giờ á, nguyên liệu chúng ta đã có đầy đủ, bây giờ mình chỉ cần việc là quăng ra ngoài và chúng ta sẽ có một thứ gì đó mình không biết. Thì bạn fan bạn nói cho mình thôi chứ mình không biết. Giờ mình bỏ lại kim cương, 10 viên kim cương nè. Rồi mấy miếng ta? 5 miếng đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ quăng ra. Pip, 5 miếng. Pip. Ok, và một cái trứng rồng nữa. Bum bla piu. Ê, trời ơi, cái gì đây các bạn ơi? Sao mà nhìn nó lạ lạ các bạn? Mình chưa thấy cái này bao giờ luôn á. Một cái màu vàng, một cái màu đen. Ok, để mình coi coi là cái gì nha. Lượm vô, lượm vô. Pam pam. Wow. Trứng rồng kỳ lân. Wow. Hả? Chẳng lẽ trên đời này lại có rồng kỳ lân thiệt hả các bạn? Wow, ghê thiệt. Ok ok. Để mình coi tiếp coi. Thức ăn rồng kỳ lân. À, vậy là cái này là quả trứng rồng và là thức ăn của nó. Ok, được rồi. Bây giờ là phải ấp trứng rồng thôi các bạn ơi. Bây giờ ấp trứng rồng ở đâu đây? Ở đâu ra? Ở đâu ta? Bây giờ ấp ở đâu đây? Ở đâu các bạn? Mình đang hồi hộp quá, mình đang không biết phải làm gì luôn á. Ok, ấp ở đây, ấp ở đây. Ấp ở đây nha, ấp ở đây nha. Ok, ấp ở đây, ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ đặt trứng rồng ra. Oh my god, nó đẹp cơ. Nó đẹp rồi các bạn. Nó sáng rồi các bạn ơi. Wow. Nó một cái có cái luồng gì. Ê con gà này, mày trứng rồng của người ta mà mày dám đi ngang qua mày đá hả? Mày nè, mày láo nè. Đây các bạn thấy không? Nó có một cái luồng màu vàng vàng chiếu rất là đẹp. Ok, bây giờ phải làm sao đây? À, mình thử cho nó ăn rồi được không? Quả trứng này không biết nó ăn được không ta? Ăn trứng. Ô, quá rồi. Ôi, nó trên đầu mình nè. Ô, nó trên đầu mình các bạn. Ủa sao kỳ vậy? Ủa nó trên đầu mình bây giờ sao ta? Bây giờ sao? Chắc là mình ấp nó các bạn ơi. Mình ấp nó hay sao á? Ok, để một tí coi coi nó có nở ra cái gì không nha các bạn. Bây giờ mình đang rất hồi hộp, mình chưa biết là nó sẽ ra cái gì nữa. Ý, trời ơi, trứng trên đầu mình tự nhiên giờ đổi cái trứng trên đầu nữa chứ. Đi ra. Trời ơi, cái con này có con gì nó đi theo mình nữa các bạn. Ui, trời ơi, cái con gì nó đi theo mình nè. Ok, mình giả bộ vậy thôi chứ cái con này là quả trứng hồi nãy nở ra đó các bạn. Nó là rồng kỳ lân đó các bạn. Rồng kỳ lân đấy. Wow, nó có một cái đuôi kìa. Và chân người thì rồng kỳ lân. Ôi, cái này là rồng kỳ lân kim cương. Đúng rồi, kim cương nè các bạn thấy không? Hồi nãy mình bỏ kim cương vào, bây giờ người nó thành kim cương luôn. Bây giờ mình cho nó ăn thử coi nhà nó lớn không. Ok, nó ăn được nè. Nó ăn nè các bạn, nó đang ăn nè, thấy không? Các bạn thấy nó đỏ đỏ không? Ok, cho nó ăn thêm coi. Ăn đi. Oh, wow. Nó lớn hơn rồi nè. Bây giờ nó đã xuất hiện, mình thấy một cái sừng kỳ lân rồi nè. Mình thấy cái sừng kỳ lân trên đầu của nó. Và nó bắt đầu, wow, nó có đôi cánh nữa nè. Yeah, bây giờ mình sẽ cho nó ăn thêm một lần nha. Thôi từ dắt nó đi chơi cái đã. Ở nó đi theo mình không? Nó đi theo mình không? Ơi. Ơi, hình như nó không đi theo mình các bạn ơi. Nó đang bắt đầu là cái nó đỏ lên nè. Đi theo mình không? Để nó đi theo mình không? Ok, mình cho nó ăn thêm nữa nha. Ăn thêm đi. Ok, ui hình như what? Oh, các bạn ơi nhìn kìa, một cái đầu rồng. Bây giờ nó đã lớn lên rồi, bây giờ là nó trở thành đầu rồng rồi các bạn. Đây mình đứng xa ra các bạn nhìn dễ nè. Đó, đầu rồng. Sừng kỳ lân và mình kim cương có đôi cánh nữa chứ. Ghê thiệt. Rồi. Quá dữ bây giờ. Ui, mình không cho nó ăn được nữa, mình cưỡi các bạn. Mình không cho nó ăn được nữa, mình phải cưỡi nó. Oh. Ui, mình không cho nó ăn được. Rồi. Okay. Wow. Mình có thể cưỡi được con này nè. Chèo, ghê chưa. Yeah. Wow, cái con này đi nhanh lắm các bạn. Wow, yeah. Ui, nó làm được gì không? Nó làm được cái gì cho mình không? Cha. Chú. Hình như cái người nó có sấm sét các bạn ơi. Oh what. Ồ, hết hồn, tự nhiên nó hiện màu lên màu đỏ, mình làm hết hồn. Xuống ngựa, mày nè. Cái con này là con gì á, không hiểu luôn. Rồng kỳ lân, kim cương, được chưa? Các bạn thấy chưa? Quá đẹp luôn. Ê, đi theo mình kìa. Con này nó nhìn nó dễ thương quá các bạn. Ripper ở đâu vậy? Ở có khi nào nó tạo ra Ripper? Có khi nào nó tạo ra con Ripper không các bạn? Tự nhiên con Ripper xuất hiện à. À, Ripper. Đánh nó, no. Ui, hết hồn. Ok, con này nó vẫn bình thường các bạn, nó không mất máu luôn. Ghê thiệt. Hồi đó mình thấy như nó tạo ra Ripper hay sao á. Chứ con Ripper đâu mà xuất hiện. Nè, tới nè, mày nè. Cha. Mình cao quá, mình chém không có tới. Cha. Ơi, con phù thủy đâu nữa nè. Con Ripper đó kìa. Ơi, hay là cái con này nó tạo ra quái vật ta. Mày. Ok. Oh my
my god, hình như là cái con này nó phóng sấm sét được nè các bạn ơi. Đúng rồi, con rồng kỳ lân của mình nó phóng sấm sét được. Hàng gì, nó đánh chết cái con nó chết con phù thủy luôn các bạn. Nó sấm sét chết con phù thủy luôn, ghê thiệt. Ok, bây giờ mình sẽ ăn miếng thịt vô cái đã. Từ từ để mình đánh cái con Reaper cái. Ok, mày dám hả mày? Mày nè, phóng sét nó. Mày nè, ok. Thôi, bây giờ đợi trời tối đi coi coi như thế nào các bạn ơi. Đợi trời tối đi, coi cái con này. Ô, nè các bạn nhìn này nha. Mày nè, ôi cái con này chém con cái. Thôi để trời tối đi, các bạn sẽ thấy được sức mạnh của con này. Khi mà trời tối á, các bạn thấy cái cơ thể của con này như thế nào. Nó có mấy cái chiếu màu vàng rất là đẹp các bạn, khá là ngầu. Ui, có zombie kìa. Mày hả zombie? Rồi mình sẽ cắm đuốc lên cho các bạn thấy. Rồi, đây đã có con zombie nha các bạn. Để mình coi con này, con kỳ lân của mình. Con rồng kỳ lân. Wow. Nó phóng sét. Nó phóng sấm sét các bạn. Ô, hàng gì? Cái con phù thủy mà lại biến thành cái con con dân làng biến thành phù thủy. Ok, mày nè, đấy đó. Ồ, đấy, thấy chưa? Các bạn thấy kỳ lân của mình chưa? Rồng kỳ lân kim cương. Nó có thể phóng sấm sét được bất cứ cái con gì mà nó muốn. À, cái con này, mày xuống rồi. Nè, mày xuống đây. Mày nè, từ cắm đuốc lên cho bạn thấy. Mày nè, sấm sét đó. Chăng, chết queo. À ha. Ui, con dân làng. Ok, đánh dân làng coi để nó coi. Ồ, chết queo rồi, chưa thành phù thủy nữa đã chết rồi. tội nghiệp, để con gà này coi. Cha, mày, con gà này chết không biết lý do tại sao luôn. Phù thủy, ơi, biến thành phù thủy. Ôi, nó đánh này vậy? Đây nè, chủ của mày đây nè. Tới đây. Ủa, nó làm gì vậy ta? Nó làm gì vậy? Để mình coi con. Đây, lại đây. Ok, nhìn. Wow, rồi xong. Tội nghiệp con dân làng. Chưa biến thành phù thủy mà đã chết queo rồi. Ok, các bạn thấy nè. Mà hình như cái con này nó không có bay được các bạn ơi. Nó bay là không được. Nó chỉ chạy nhanh thôi các bạn. À, có con xì ke. Xuống ngựa. Yeah, ở lộn, xuống kỳ lân chứ lộn. Đây là con kỳ lân chứ ngựa gì. Rồng kỳ lân kim cương. Một con thú nuôi đặc biệt chưa bao giờ mình thấy được. Alright. Ủa, chó sói này đâu ạ? Quay chó sói nè các bạn. À, ôi, chó sói này của mình. Để mình đánh chó sói coi. Thử coi nha. Cha. Ôi, đánh con chó sói có con cái chết queo rồi. Kìa. Chó sói bị mình đánh con cái chết queo rồi các bạn ơi. Mình có làm gì nó đâu. Mày nè, đánh anh hả? Nó bảo vệ mình, không cần mình phải đánh các bạn. Chỉ cần con nào tấn công mình một cái thôi là nó chỉ cần đánh sấm sét là mấy con kia chết queo. Đó. Lần đầu mình thấy con rồng kỳ lân luôn á. Cho nên là mình hơi bất ngờ. Và mình khá là thích. À, con... Mày đánh đi, y đánh đi. Mày đã đánh đi, mày đã đánh đi, đánh đi. Mày nè. Ghê chưa. Rồng kỳ lân của tôi nó đẹp lắm á nha các bạn. Nó không có yếu đâu. What the hell. À, thì ra là hai tụi mày đánh tao hả? Rồi, đánh tôi đi. Nè mày nè. Mày nè, đánh tôi đi. Mày nè, sấm sét rồi con. Mày nè. Mày tiêu đề rồi. Đánh đi. Bắn đi. Thách mày bắn luôn á, dám bắn không? Ồ, mày dám bắn hả con? Quá ghê luôn các bạn. Con này bá đạo thiệt chứ. Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy được luôn. Thôi cửa nó đi chơi đi. Nó quá mạnh rồi. Cửa đi chơi đi. Tròn. Rồi đánh tôi đây nè. Để mình coi mình ngồi trên đây mấy con này đánh được. À, mày dám bắn cái con này của tao hả? Mày. Oh. Wow, nó đặt ra sấm sét ghê các bạn. Nó đặt ra rất là nhiều sấm sét luôn chứ không phải là một nữa. Wow, vậy là cái con này ghê thiệt, cái con kỳ lân của mình. Bá đạo thiệt, mình sẽ cửa lên đó. Rồi. Nổ đi, chắc mày nổ luôn, không xi nhê gì con này hết á. Mày nổ đi, con Reaper kia. Mày nổ đi. Nè, nó không dám nổ bạn, chắc mày nổ luôn. Ui, nó nổ mình chết. Mình quên nó nổ mình chết chứ không phải là gì hết. Rồi bắn đi. Đó, bắn. Mày nè, ở dưới nước mày tưởng nó sấm sét không được mày hả? Các bạn thấy không, cái con này của mình, cái con rồng kỳ lân của mình nó không hề mất máu luôn các bạn. Châu cực kỳ. Ui, mày đánh sấm sét tao. Từ từ. Ok, và bây giờ chỉnh. Oh man. Con này nó chạy rất là lẹ các bạn ơi. Rồng kỳ lân của mình chạy cực kỳ lẹ luôn. Có thể leo núi trong tích tắc. Leo núi. Ok các bạn không. Nè leo núi nè. Đó, ghê chưa. Nó leo núi rồi đó các bạn. Đó, ghê chưa. Nó không có cần phải bay. Nó leo núi dễ dàng mà, cần gì bay. Đó. Đây là một con rồng kỳ lân khá là lạ. Tuy là có cánh nhưng mà không biết bay. Giống như chim cánh cụt vậy đó. Nhưng mà nói chung nó đẹp là được. Và nó mạnh là được rồi. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Thì các bạn nghĩ sao về cái con rồng kỳ lân của mình? Thì nhớ comment để cho mình biết. Theo mình thì cái con rồng kỳ lân này quá là mạnh, quá là khủng luôn. Và mình rất là thích cái con này. Mình sẽ nên để nó là thú nuôi của mình. Rồi, và cảm ơn... quên nữa. Nhớ đặt tên nha các bạn. Nó chỉ gọi là rồng kỳ lân kim cương. Tại vì mình thấy nó giống như vậy. Còn các bạn muốn đặt tên nó là gì? Hãy nhớ comment ở bên dưới cho mình biết. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye. Mình đã có sở hữu được con thú nuôi quá mạnh rồi. Bye bye.